Rồi bỏ vô lắc 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 trộn với muối ớt ha, gọi là xào lắc. Rồi như vậy có được một ly xào lắc quá ngon luôn. Thấy chưa? Để cây ghim ghim nè. Quá ngon luôn. Là đẹp ngon quá. Bữa nay nhiêu ký chị? 220 ký. Quá ngon. Có gạch không ạ? À? Kiểm tra từng con hả? Nó hơi sâu. Bán là phải kiểm tra từng con gì ạ? Con nào con sâu biết có gạch chứ không? Nó sâu như trời. Nhìn vô nha. Dân miền Tây mà. Ờ dữ ta, tỉnh nào? Miền Tây tỉnh nào? Quá trời đông luôn rồi. Để cái gạch sơn luôn hả? Đâu đâu sơn đâu? Dạ, sơn đâu? Sơn là con màu màu vàng này nè. Vậy hả? thấy son nó được không? Dạ. Thấy được son nó. Dạch cái đít nó ra là mình thấy. Mình dạch cái đít mới thấy son hả? Dạ. Trời ơi chơi dạch đít. Ừ. Thôi một găng tay của mình luôn. Không tay gì em gái ơi, chừng gớt điện thoại đó em gái ơi. Lỡ nó gớt làm sao? Hello, buổi sáng bà con nha. Hiện tại quốc gia miền Tây đang ở trên cầu Tô Châu, thành phố Hà Tiên của tỉnh Kiên Giang. Hôm nay là ngày 4 tháng 2 năm 2022, cũng là ngày mùng 4 Tết nha bà con. Đây là một số hình ảnh ở trên cầu Tô Châu nè. Sáng nay người ta đi du lịch rất là đông. Đó, ta đến đây người ta ngắm biển cũng như là ngắm cảnh chợ Hà Tiên với mấy cái căn nhà phải nói là khá là ấn tượng, xanh vàng đỏ tím rất là đẹp luôn, và không khí thì rất là mát, gió rất là mát. Ôi ở đây quá đông luôn, trai xinh gái đẹp quá trời nhiều luôn nè. Bước chân mình đây chào buổi sáng bà con nha. Hiện tại bước chân mình đây đang ở khu vực chợ Hà Tiên của thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang nè. Hôm nay là ngày mùng 4 Tết, xe cộ quá trời đông luôn bà con, không biết sao nè. Bây giờ mình đây quay lại cho bà con xem nha. Sáng hôm nay là khách du lịch đi rất là đông luôn. Đây, xe hơi là đậu không có chỗ mà đậu luôn nha bà con. Hôm nay là ngày 4 tháng 2 năm 2022. Hiện tại giờ này là 10 giờ sáng nha bà con. Bước chân miền Tây vừa mới tới thành phố Hà Tiên luôn. Thấy ở đây bà con quá trời đông nên bước chân miền Tây ghé vào quay cho bà con xem chợ hải sản. Hôm nay là ngày mùng 4 Tết. Giờ này thì một số khách du lịch người ta chuẩn bị trả phòng khách sạn người ta về, nên người ta ghé vào chợ Hà Tiên để người ta mua hải sản đem về nhà người ta ăn. Nên chợ hải sản sẽ khá là tấp nập vào những ngày Tết như thế này. Chợ chiều cũng đông. 15 phút rồi. Cái nhà này cũng quay. Món này là món gì hả chị? Thôi thơm quá. Món gì hả chị gái? Takoyaki. Takoyaki hả? Nhật Bản hả? Rồi, con ở bên Nhật mới qua ha. Giờ Việt Nam. Giờ Việt Nam.
đây là khu vực bờ kè. Bây giờ Quốc gia miền Tây sẽ dạo cảnh bờ kè cho bà con xem, chạy dài cho đến chợ hải sản Hà Tiên luôn. Sáng nay quá đông. Mấy chiếc xe mà 16 chỗ người ta đậu cặp bờ kè để người ta đi mua hải sản nè, không có chỗ mà đậu luôn á, ngoài bãi, tại vì ngoài bãi xe cũng hết xe rồi. Ồ, ở đây quá đông vui luôn. Ồ, nhảy hip hop luôn. Hello, hello. Ở đâu du lịch em gái? Em An Giang. Ở An Giang hả? Ở huyện nào? Anh ở Châu Thành, An Giang. Anh mới qua luôn. Đi được mấy ngày rồi? Em mới đi à. Mới đi hả? Ồ, giống anh luôn, anh cũng mới đi luôn. Nè, hello nè, mấy em ở An Giang hả? Ôi, đồng hương rồi, anh ở An Giang 67. 67 luôn phải không? Ôi, bữa nay An Giang qua đông quá ta. Châu Đốc hết hả? Dạ, Châu Đốc hết rồi. Châu Đốc hết nè, yeah. 67 Mỹ Đỉnh nè. Ê, xin lỗi, xin lỗi. Chúng bé trai rồi. Hello, hello, sao nó ngồi hết rồi? Không đi mua hải sản hả? Điều đặc biệt là bữa nay mình thấy người ta bán nước ở trên bờ kè, thường thường như buổi chiều mới có bán. Do nên bà con người ta đi chợ quá đông luôn. Đây cái khu vực chợ nha bà con. Bánh mì nóng đây. Mì nóng tròn đây. Mì đập cuộn đây. Bánh mì nóng đây. Mì nóng tròn đây. Mì đập cuộn đây. Cái này bán cho mấy bạn nhỏ đem ra ngoài bãi biển Hà Tiên tắm biển đó bà con. Khu vực bên đó là khu vực ăn sáng. Chú này bán mực. Ở đây là khu vực hải sản ở ngoài biển, người ta lên bờ kè luôn bà con. Ôi, mực tươi ha. Ôi, mực lên tại bến luôn ha. Mực quá ngon luôn. Ta đem lên chợ ta bán. Ôi, món ăn đậm chất miền Tây đó là kẹo đường. Mấy bạn nhỏ ở miền Tây ai cũng biết món này hết nè. Một cây 10.000 phải không chú? Bự lên. Kẹo bông ròn. Bữa nay ta thấy người ta bán đồ chơi á. Hôm nay chợ Hà Tiên bán đông lắm nha bà con. Ôi, sau này là sao vậy nè? Xài cốc nè đúng không cô? Phải xài cốc không? Xài táo đúng rồi. Ngon dữ lắm luôn á. Sáng giờ vào được bao nhiêu ký rồi cô? 50 ký chưa? Cười. Dạ, cái này là nhiêu ký hả cô? 30.000 ký, ngon lắm. Khi nào quận về á, quận về con ghé mua ủng hộ cô nha. Tại con mới đi à, khỏi sách. Giờ chị đó mua 5 ký kìa. Ôi, bữa nay người ta bán đồ quá nhiều luôn rồi. Nước uống nè, đồ ăn giặt nữa nè. Bên kia nữa kìa. Bên kia có cô đổ bánh nữa kìa. Ở đây người ta bán quần áo luôn nè.
Ồ, hôm nay là mình nhìn chợ Hà Tiên khác lạ quá luôn. Ồ, ở đây có bán quần găng ghi nữa kìa. Mãi vô, mãi vô. Cô bán hả? Hay là mà mua một cái tặng cái tính tiền hai cái ha. Em gái mua được đồ chơi em gái. Ơi có quần đóng hộp nữa kìa. Cô đi mua đồ. Mua quần cho chồng hả cô? Mua cho chồng. Cái gái này lựa được gì cho? Đây mấy bạn này chuẩn bị đi tắm biển nè đó. Nhìn mặc đồ là biết chuẩn bị đi tắm biển rồi. Đây chúng ta sẽ đến với phần chính của chợ Hà Tiên sáng hôm nay. Đó là khu vực bán hải sản. Quá trời luôn rồi. Quá trời đông luôn rồi kìa. Ôi. Chị này bán cá ngát. Giờ quá trời đông không biết đi đường nào luôn. Đây là khu hải sản nè. Ôi cá bóp. Hay phải mua nha. Mấy nay bán được hả chị? Quá trời đông người ta luôn rồi. Dạ. Đông giống Tết không? Giống mấy bữa Tết không cô? Giống mấy bữa Tết đó. Giống mấy bữa Tết. Này, bữa nay nó đông hơn hôm qua. Đông hơn Tết luôn hả cô? Dạ dạ. Tết thì vắng hơn tại đây tới mùa du lịch này ha. Dạ. Rồi sáng nay quá đông luôn. Cô bán cá biển quá ngon luôn kìa. Ngon luôn nè. Cá này là nhiêu ký hả cô? Cá đó 60 à. 60.000 ký, kìa có bóp luôn kìa. Có bóp 130. Dạ. Chiều có đông không con? À, chiều á. Đây ra chiều á tại vì mười đâu. Vậy là quay là quay cái chợ á. Dạ. Đông lắm. Vậy buổi sáng đông hơn buổi chiều ha. Buổi sáng thì đông lắm. Dạ dạ dạ. Rồi chúc cô mua may bán đắt nha. Cảm ơn cô nha. Nè, nè quay chị lên tivi luôn nè, chào chị nè. Rồi. Quá trời hải sản. Ủa con ốc bự chà bá luôn. Bự hơn găng tay của mình luôn. Quá trời đông luôn. Chợ Hà Tiên thì mấy ngày Tết lại đông hơn mấy ngày mà bán trong Tết á. Tại vì qua Tết người ta đi du lịch rất là nhiều nên chợ rất là đông. Bán đắt quá giờ này ăn bánh mì luôn kìa. Đắt quá không có thời gian ăn sáng nha. Gần hết rồi nè, quá trời hay. Còn hai này à. Còn có hai gỗ hả? À? Quá trời đắt rồi. Tới giờ bán được 100 kg tôm chưa chị? À, có 150 hả? Rồi chuẩn bị giờ sắm vàng nha. Trời ơi, nắng quá trời nắng luôn kìa, đứng lấy phát chùm lên luôn. Sắm vàng cây không ạ? Sắm vàng cây không hả chị? Rồi để ở đâu cho hết. Có này chiên tại chỗ, làm tại chỗ luôn. Này là dịch vụ nấu tại chỗ luôn hả anh trai? Dạ. Lấy tiền công ha. Thường thường lấy tiền công là mấy cô trong chợ mà hôm nay xuất hiện anh trai ở ngoài nữa. Ồ, đứng đợi lấy hải sản hả? Dạ. Lấy hải sản ra biển nha. Cũng là một cái một cái cách mà thưởng thức hải sản ở chợ Hà Tiên, đó là ra chợ Hà Tiên mua hải sản và mướn cô chú người ta nấu giùm mình á, tiền công khoảng 20.000 30.000 tùy món và sau đó mang ra biển Hà Tiên để thưởng thức thì sẽ tiện hơn, ngon hơn, tươi hơn và rẻ hơn rất là nhiều. Ngày bảy du lịch. Ôi, cá biển nè. Cái gì hả con? Cá liệt. Cá liệt. Còn cái này là cá bạc lá nè. Còn cái này là cá sông nè. Cá
mới xong hết rồi. Quá ngon luôn. Tươi sống luôn. Rồi bên đây tôi bán mực. Ôi con cua chào bá luôn. Cua bữa nay là có giá nhiêu hả cô? 450 một ký. Ủa, cua bự bữa nay cua bự luôn. Một con vậy là khoảng trọng lượng khoảng bao nhiêu? 400 gram không cô? Cỡ 400 gram em bự bự không ha. Cua biển. Cua kìa, hai ba thau cua luôn. Hello, hello. Quá trời người ta đông luôn bà con ơi. Sáng giờ bán được ha chị? Chậm hả? Còn ai cũng nói bán mấy trăm ký hết trơn kìa. Chị bán nhiêu ký rồi, sáng giờ bán nhiêu ký tôm rồi? 200 ký tôm vậy ha? Ừ, quá yêu trời. Cô chị nó quá trời cười. Chị nó bắt cứ bán 3 ký 300 ký không? 800 ký luôn hả? Ừ. Thôi tết nhất mình nói vậy cho hên ha. Rồi, ngày bán kiếm cỡ 1 tấn luôn cũng được nữa. À, bán kiếm 3 cây vàng rồi. Rồi, mấy cô bên kia nói ngày sắm 3 cây đó. Rồi, chúc mấy chị mua may mắn đắt nha. Khô mực. Khô mực mẹ vô, mẹ vô. Đây bên đây là người ta bán muối ớt á để chấm hải sản nè, mua xong ra biển ăn chấm hải sản. Quá trời khách du lịch đi lựa hải sản rồi. Gì 15.000 ký? Tôm vậy luôn hả? Lột ghẻ làm tiền lột á hả? Lột thì khoảng 15 đến 20. Đây là chỗ dịch vụ luộc sẵn người ta chờ lấy nè. Rồi, rồi bên kia có bạn nữ dắt hai cái điện thoại. Em gái ơi chừng rớt điện thoại đó em gái ơi. Lỡ nó rớt rồi sao? Mấy ông đi YouTube mà mấy ông còn cô gái nữa. YouTube không được cô gái hả chị?
Thôi giờ nghĩ cô gái là quay quay chị gái đi ha, quay chị gái lan can. Món này gọi là món gì chị? Cô trà tỏi ha. Đó, quay quay chị làm món ăn thì được ha. Sáng giờ làm liên tục hả chị? Cái này kênh gì không? Bước chân miền Tây. Giờ gia đình của mình ở đâu? Tại Châu Đốc. Ồ, sao bữa nay dân An Giang tôi nhiều quá ta, tôi Châu Thành. À, vậy anh ở ai quên ở An Giang. Dạ. Có đi chung với mấy bạn ở đây không? Dạ có, ở cũng Châu Đốc luôn. Châu Đốc luôn hả? Dạ, đúng rồi. Ôi, hello Châu Đốc luôn nè bạn ơi. Ở Châu Đốc luôn nè. Kế bên, kế bên. Đồng Hương quá trời, sáng nay dân An Giang qua đây đông lắm á. Rồi đi chơi vui vẻ nha. Rồi rồi. Anh cũng đi chơi vui vẻ luôn. Rồi rồi. Ờ, bước vòng tay gạo vô đây, đây thì cái sao mà chặn dịch á, bước vòng tay vào đây quay á, ở đây người ta căng bọc ni lông không à, không có ai bán hết trơn á, bữa nay là gỡ hết rồi, bán phục vụ Tết rồi. Trời ơi nó đông kìa. Quá trời đông luôn rồi. Bán ghẹ ơi, sắp hết ghẹ luôn rồi, bán quá đắt rồi. Ghẹ đó nhiêu ký em gái? Biết không? 400 mấy. Không biết luôn hả? Anh hỏi cái ké đó anh mua coi. 450 ha. Quá trời đông. Ngon quá. Bữa nay nhiêu ký chị? 220 ký mực. Quá trời đông luôn rồi. Rồi. Ở đây có hai anh trai bán hải sản luôn nè. Hello em trai. Quá đắt luôn rồi. Hôm nay ta mua ghẹ quá trời luôn. Ghẹ này là nhiêu ký em trai? Dạ, ghẹ đó 1 ký 400 anh. 1 ký 400 ngàn. Ghẹ cái gạch son ngon không? Ghẹ cái gạch son luôn hả? Đâu, đâu son đâu? Dạ, son đâu? Là con màu vàng này nè. Vậy hả? Vàng này là ghẹ thấy son. thấy son nó được không? Dạ. Thấy được son nó. Mình dạch cái đít nó ra là mình thấy. Mình dạch cái đít mới thấy son hả? Dạ. Trời ơi chơi dạch đít người ta. Rồi vẫn chơi, chúc em mua may bán đắt nha. Quá trời đông bắt luôn rồi. Quá trời người ta luôn. Tình hình bán năm nay so với năm ngoái thì sao chị? Hả? Im không? Im không? Sao cười? Đâu năm ngoái mình thấy một cái cho nó bán lên hơn luôn rồi. Bằng đâu em ơi? Bằng năm ngoái không chị? Không bằng hả? Em thấy người ta đi cũng đông quá trời nè. Rất đông nhưng mà cái số lượng người bán quá nhiều. À, năm nay người ra bán hải sản rất là nhiều luôn. Trời ơi. Hàng gì là mình chia sẻ với nhau nên giảm lại ha. Rồi cảm ơn chị gái. Đi không nãy giờ nhà lòng mà chưa xong luôn á. Khách du lịch không luôn. Hello hello. Ôi hello, ở đây toàn tiên nữ không ta? Ở đâu, ở đâu? Mình ở đâu, gia đình An mình Giang, đâu? An Giang. Ủa sao hôm nay Đồng Hương tôi nhiều với tôi An Giang nữa? An Giang hả? Ở đâu? Châu châu nào? Châu nào? À, ở huyện Chi Tôn. Chi Tôn hả? Tôi Châu Thành. Châu Thành. Nãy giờ gặp Châu Đốc cho nhiều mới gặp Chi Tôn. Rồi hello Chi Tôn. Hello Chi Tôn luôn nè. Hello Chi Tôn, cô Tô hay gì? Chi Tôn thị trấn Bà Chúc. Bà Chúc, rồi ok. Rồi bữa nay gặp dân An Giang mình qua đi tắm biển nhiều quá. Tắm chưa? Chuẩn bị à. Xong đi. Cho anh đi tắm chung với. Ok luôn. An Giang thì qua Kiên Giang đi chơi Tết á, rất là gần nha bà con. Gần hơn mấy tỉnh khác nên thành ra dân An Giang cũng đông. Như mình hình sang thì cũng gần nữa. Quá trời, tình hình bây giờ mình tay thấy là năm nay là người ta đi đông á, do người ta bị kìm nén dịch bệnh gần 2 năm, hơn 2 năm rồi không đi du lịch được. Hiện tại thì mình đang sống chung với dịch nên người ta được đi du lịch, người ta đi rất là đông, rất là vui. Đó ta đang làm món ghẹ găng me. Ôi ngon quá. Đây là ghẹ găng me hết con. Ghẹ găng me. Quá ngon. Đây là tôm.
Hello chị gái. Ủa cái dãy này người ta nghỉ hết rồi hả chị? Hay là người ta ra đường bán? Không biết hả? Sáng giờ bán được hay chị? Hết trời đông luôn. Rồi mình đi ra ngoài nha bà con. Quá trời nực rồi. Hôm nay chủ yếu mình quay chợ hải sản đầu năm cho bà con xem, để chúng ta biết giá cũng như là các loại hải sản để chúng ta du xuân, chúng ta thưởng thức ẩm thực ở đây. Còn mấy cô đồ gãy nè. Ở phía sau chợ còn khá là lớn á, nhưng mà mình chủ yếu mình quay hải sản thôi. Hello hello. Sáng giờ bán được hay chị? Được. Dạ, thấy em nhỏ. Dạ, thấy em nhỏ vậy chứ. Chứ đưa lên máy là mấy em to lắm á. Dạ. 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 Bữa nay là chả cá gì? Cá thác lát. Ờ, xứ biển mình cũng còn xài thác lát nữa nha. Không có đâu, ở dưới vùng dưới đó chở lên luôn. Dạ, ở đây mà em biết là hình như là người ta nạo cá gì, cá thu ảo. Cá thu ảo á, ở dưới gạch giá người ta cạo cá thu ảo á. Dạ rồi, chúc chị với cô mua mai bán đất nha. Rồi bye bye, năm mới phát tài vui vẻ luôn. Rồi bye bye. Em mở YouTube lên thấy ai không là em biết rồi. À, thấy em trên YouTube chưa? Thấy rồi, em mới thấy rồi, em mời bé bên kia. À, lúc trước em quay chợ Hà Tiên cũng nhiều lắm á. Rồi lúc trước có quay chị không? Có, em bán nghề bán tôm tích nữa. Rồi vậy là có ở bên kia ha. Rồi. Rồi 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 rồi. Lúc trước mình cũng có quay ở đây nè. Rồi chào chị, chị đợt này lực lên phim nữa rồi. Nổi tiếng nữa rồi. Nổi tiếng hoài luôn. À, vậy thôi, ta dạch khẩu trang cho tôi hiến cái đi. Đừng có dụ quá. Thôi vậy đi nha, không cho coi thì đi nha. Cá tôm. Dạ quay mua ủng hộ nha. Hẹn cô chiều mai đi, chiều mai chừng nào con về con ghé con mua hộ cô luôn. Ở đây nữa cô. Dạ. Sáng giờ bán được hả cô? Ôi, cái này gọi là ốc gì hả cô? Ốc hương nhiêu ký hả cô? 120 kg ốc hương. Ốc hương này to quá to luôn cô. Kia là cá biển. Rồi cô có bán cá sông, nước ngọt kìa, cá lóc kìa. Rồi chào cô, chúc cô mua mai bán đất nha. Đoạn đường này thì thưa rồi, tập trung ở phía trước chợ. Chợ cá là nhiều đây, đoạn đường này nè. Cái khúc giữa trước cổng chợ chợ cá đông dữ dằn luôn. Đây đoạn này thì bây giờ mình tay chưa quay. Xoài cốc mặn. Có 160 một ký. Mới lên luôn hả chị? Tươi rồi rối luôn ha. Chị này mới mua được một cái
chợ người ta đông. Đó là cá với biển với tôm. Ôi không có, không lấy tiền luôn. Tụi con mực bự quá trời luôn. Ốc Hương 101 một chợ mở hàng luôn. Chim trắng. Ôi, cá chim trắng. Trắng bóc luôn hay anh trai. Cái chim này nhiêu ký anh trai? Cá này cũng ngon lắm nè. Anh trai thấy quay phim hỏi không trả lời luôn. Đây là khu vực ở trước cổng nè. Người ta có người vui vẻ và trả lời giá, có người thấy mình quay phim chắc nghĩ là mình không mua nên cũng không có trả lời. Không sao, bình thường thôi. Con này gói mà gặt xong ở trong. Tại nó hơi cục quá. Con gói nè. Đợi con nói được không chị? Để lấy con quay đi. Để lấy con quay đi. 300 gram chị ơi. Thôi lựa kỹ từng con thôi. Dạ. Coi kỹ coi có son không á con. Gạch này nhóc không ạ? Được rồi, có gạch không ạ? Kiểm tra từng con ạ. Nó hơi sâu. Bán là phải kiểm tra từng con. Gì ạ? Con nào con sâu biết có gạch chứ không? Nó sâu vô trong. Nhìn vô nha. Dân miền Tây mà. Ờ, giữ ta. Tỉnh nào? Miền Tây tỉnh nào? Miền Tây tỉnh nào? Sóc Trăng. Sóc Trăng, đúng rồi, dân Sóc Trăng phải rồi. Thiệt luôn á. Con này. Con này cũng gạch sâu nữa nè. Dân Sóc Trăng. Quá kỹ luôn rồi, dạch từng con cua. Đây là khu vực bên hông chợ cá của chợ Hà Tiên. Đây là cá bóp. Bên đây người ta bán trái cây me Thái rồi trái mây nữa nè bà con. Trái này mình mua mình chấm muối ớt ăn rất là ngon luôn nha. Giá khoảng 70-80 cũng tùy vào thời điểm. Có khi lên 90, có khi còn 60, tùy mùa thôi. Nhưng mà mùa du lịch thì giá chắc ăn sẽ cao hơn rồi. Ở đây người ta bán hoa Tết. Hoa nào cũng phải hoa Tết nữa. Hoa này bán để trưng á. Chung chân mùng 3, mùng 4, mùng 5 á. Đây là khu vực bán đồ ăn, thức uống. Bên kia là khu nhà lồng. Người ta tập trung người ta ra đằng trước hay nên ra cái khu ở phía sau này hơi thưa một chút. Người ta ra ngoài cổng á. Ồ, cái gì mà vui quá ha cô. Bán nước uống nè. Vừa vui quá vậy cho con vui với coi. Dạ. Quay cảnh du lịch. Dạ. Ở đây mấy bạn ghé mua đồ ăn thức uống nè. Ở đây bán cái gì mà đông quá vậy ta? Ồ, bán cái gì mà ớt không vậy ta? Cái gì em gái, cái món đó là món gì? Xoài lắc hả? Ồ, nhìn ngon quá ha. Muối ớt đổ về luôn.
rồi quá trời đông luôn, mấy bạn nữ thích ăn xào lắc nè, vô coi cô này lắc cái nè, quay cái hũ là đúng rồi. Dạ, dạ quay chị lắc nè. Rồi bỏ vô lắc lắc lắc, trộn với muối ớt ha, gọi là xào lắc. Đó, vậy là có được một ly xào lắc quá ngon luôn. Lấy cây ghim ghim là ăn hơi khỏi chấm. Một ly là bao nhiêu hả cô? 20.000 một ly xào lắc. Rồi cảm ơn cô nha. Còn các bạn nữ thích ăn ở đây lắm luôn á. Rồi tới đường này vắng rồi. Đây bán một số đồ nón đội với đồ trang trí. Rồi bây giờ mình tay đảo lại chợ nha. Rồi trở lại cái khu ban đầu lúc nãy rồi. Rồi có lẽ clip về chợ hải sản của thành phố Hà Tiên, như chợ Hà Tiên sáng hôm nay ngày mùng 4 Tết của Bức Tranh Miền Tây đến đây kết thúc nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã xem nha. Nhớ like để lại một bình luận, đăng ký kênh để ủng hộ cho Bức Tranh Miền Tây. Tạm biệt bà con và hẹn gặp lại bà con ở những tập tiếp theo nha. Happy New Year luôn.